Tin mừng theo Thánh Marco. Sáng sớm, lúc trời còn tối mịt, người đã dậy, đi ra một nơi hoang vắng và cầu nguyện ở đó. Cầu nguyện. Giờ cầu nguyện là giờ tâm sự với Chúa là Cha, chứ không phải là giờ làm bài, là giờ của quả tim, chứ không phải là giờ của luận lý. Đừng nặng óc bóp trán để trình bày với Chúa. Trích trong Đường Hy Vọng, Đức Hồng Y Nguyễn Văn Thuận. Đoạn tin mừng cho ta thấy Đức Giê-xu mặc dù vất vả, bận rộn và bị đám đông ồn ào bao quanh suốt ngày, nhưng Người vẫn dành thời giờ để cầu nguyện và kết hợp mật thiết với Chúa Cha. Người tiếp nhận nguồn lương thực, thần thiên cũng như sức sống từ Cha, rồi tiếp tục thi hành sứ mạng loan báo tin mừng. Giữa dòng đời nhộn nhịp với biết bao điều lo toan của cuộc sống, có bao giờ bạn bình tâm lại, chạy đến với Chúa để thưa chuyện với Người? Trong một tuần vừa qua, bạn đã dành cho Chúa được bao nhiêu thời gian? Lạy Chúa Giê-xu, xin cho chúng con biết chuyên chăm học hỏi lời Chúa và giáo lý, sống thân tình với Chúa trong đời sống cầu nguyện để có thể làm chứng cho tin mừng. Amen. Thank you.